Thấy sự gắn bó tự nhiên, máu thịt, gần gũi thân quen như thế nào giữa bác và chiến sĩ. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng gửi tới quý vị một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Trung, ca khúc được mang tên Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, qua phần trình diễn của các đồng chí đội văn nghệ chi hội cựu chiến binh thôn Lũng Giang thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.